Đạt. Vâng, anh Đạt sẽ thay mặt hội giải thích cái câu hỏi vừa rồi của anh Lân đây. Vâng, tôi xin giải thích về cái việc mà cắt ghép của cá dòng cá biển ạ. Đây đang quay đúng không? Đâu sao? Đối với cá biển thì thông thường là các đầu bếp hay chế biến trước, nếu mà cá biển dòng tươi thì chúng ta sẽ để dùng để ăn gỏi hay còn gọi là sashimi của Nhật đấy, ăn theo kiểu sashimi của Nhật thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải cắt tiết, bởi vì là trong mục đích của chúng ta cắt tiết để cho cái phần tiết của cá được thoát ra ngoài, nó không bị đọng lại ở trong phần thịt, hoặc là chắc là phần xương thì nó sẽ không còn cái mùi tanh ở trên thịt cá. Và đồng thời là người ta có hai kiểu cắt tiết, là cắt tiết đằng đuôi và cắt tiết đằng dưới phần đáy của mang của con cá để lấy ra cái phần tiết. Vâng, như chúng ta đã biết rằng là đối với cả một số các loại hải sản thì phần tanh nhất là do là phần máu và nhớt. Động tác mà các đầu bếp cắt tiết cá cũng là một trong những động tác mà làm giúp cho vị cá trong quá trình thảo quan không có vị tanh. Cái vị tanh bản chất có ở trong các loại hải sản thì đó chính là một loại chất đạm. Vâng. Cũng có một số loại cá thì về mặt cảm quan thì cái vị tanh mà chúng ta có thể chấp nhận được. Chính vì vậy mà chúng ta vẫn thấy các đầu bếp vẫn có chế biến một số những món ăn, ví dụ như là đánh tiết canh cá chẳng hạn. Vâng. Do cái đặc điểm về hóa học đó là gì, là cái chất đạm có ở trong tiết cá sau khi gặp môi trường bên ngoài thì có sự biến dịch hữu tổ và tạo ra các cái màng ngăn. Chính vì vậy mà cái dịch cá này sẽ đông lại ở môi trường bên ngoài, và chính vì vậy mà chúng ta có được những cái món canh cá. Tuy nhiên là theo chia sẻ của tất cả những đầu bếp của chúng tôi, khi được nhận nhiệm vụ chế biến món cá tầm thì đều cảm thấy rằng là tiết cá tầm sẽ không ăn được, và chúng tôi đã tiến hành đem loại bỏ. Dạ vâng, tôi cũng xin, sau khi anh Hải chia sẻ về món cá tầm thì tôi cũng xin chia sẻ đôi chút cái thông tin về con cá tầm. Con cá tầm tên tiếng Anh là Sturgeon, xuất hiện ở trên trái đất cách đây 100 năm, là loài cá vây tia cổ đại sống ở nước lạnh và chủ yếu là ở vùng biển Caspi, Biển Đen và ở phía Bắc Bán Cầu. Là loài cá xương sụn, thân cá hình ống, gồm 5 lòng xương gai sụn, da dày và nhóm phong vảy. Cá tầm, quý vị đã thấy là con cá tầm nó có rất là thịt, có rất là trắng mịn và có vân vàng đai, béo ngậy, thơm ngon và bổ dưỡng. Chính vì là cá tầm là giống cá xứ lạnh nên là ở nước ta thì chỉ có một số vùng với mấy nuôi được cá tầm thôi ạ. Ví dụ như là ở Đà Lạt hoặc là ở trên Tam Đảo Vĩnh Phúc là những vùng mà nổi tiếng nuôi được cá tầm, bởi vì nơi đây là nơi mà có thổ nhưỡng khí hậu rất là trong lành và mát mẻ, phù hợp với điều kiện sinh sống của con cá tầm. Thực ra thì không chỉ có người châu Âu mà người châu Á chúng ta cũng từ cách đây 10 năm, trong một số những tài liệu của nhà Thanh còn để lại thì cá tầm là một trong những loại cá mà dùng để phục vụ cho những người bệnh nhân bị ốm, và rất nhiều các cách khách và AK của trường nhà Thanh cũng sử dụng món cá này để tẩm bổ sau những khoảng thời gian sức khỏe bị suy sụp. Hiện nay thì chúng ta đang quan sát là đầu bếp của chúng tôi đang tiến hành pha lọc phần cá. Dạ, đối với con cá tầm thì có lẽ là phần bỏ đi rất ít. Chính vì vậy mà trong cái thao tác của anh đầu bếp của chúng tôi thì hết sức là phải nhanh, gọn, dứt khoát và phải đừng giao dứt khoát để còn tiết kiệm được cái phần thịt. Vâng, mỗi một phần thịt cá thì nó có những cái tính chất riêng. Chính vì vậy mà các anh em đầu bếp cũng đã có cái sự lựa chọn về phần thịt của mình để chế biến cho những cái món ăn riêng của mình. Vâng, và da của anh thì đang đi ở phần bụng cá, tôi thấy phần này rất mỡ, có lẽ là sẽ phù hợp với những cái món được chế biến bằng phương pháp thủ công khô, những món nướng hoặc chiên. Vâng, và chúng ta đều biết phần mỡ cá là một trong những loại nguyên liệu mà chứa rất nhiều các loại chất béo không hoàn toàn. Vâng, những loại này thì giúp cho cơ thể chúng ta không bị béo phì khi gặp quan. Dạ vâng, tôi cũng xin chia sẻ thêm, cá tầm thì chính là loài cá mà có giá trị dinh dưỡng cao
dễ hấp thu và dễ tiêu hóa. Thịt cá chứa rất nhiều vitamin, phốt pho, selen và vitamin B6. Ngoài ra thì trong thành phần của con cá tầm thì chứa rất nhiều omega 3 và omega 6, rất là tốt cho đôi mắt của chúng ta. Vâng, anh Lân cũng người dẫn chương trình của chúng ta ngày hôm nay cũng là một bếp trưởng người Nhật, nấu những cái món ăn Nhật. Thì qua quan sát thì anh có thể cho tôi biết là hiện tại con cá gần 20 cân này thì lượng thịt đang còn là bao nhiêu ạ? Thông thường thì chúng tôi hay làm đối với một lượng con cá biển như thế này thì chúng ta một con cá 20 cân thì chúng ta sẽ mất đi đâu khoảng 10% đối với con cá tầm như thế này. Vâng, chắc là 10% này sẽ rơi vào phần các cái nước dịch chảy ra, nước nhớt và phần nội tạng đúng không ạ? Dạ vâng, bởi vì tôi thấy là hình như là trong chương trình ngày hôm nay thì cũng sẽ có cái món ăn được chế biến từ cái phần đầu con cá tầm này. Cái đó là trông rất hung dữ. Rồi, không biết là tiếp theo nữa thì sẽ làm món gì nhỉ? Vâng, và để giải đáp cái thắc mắc của tôi cũng như của quý vị, chúng ta sẽ quan sát các đầu bếp của chúng tôi chế biến. Sau khi đã phân chia cá thì sẽ chế biến ở tại các cái bàn mà đã được ban tổ chức bố trí. Chúng ta có bất cứ cái thắc mắc nào về